Chỉ còn một tháng nữa, SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai sẽ chính thức diễn ra. Đây là sân chơi thể thao lớn nhất Đông Nam Á với 40 môn thi đấu, 526 nội dung và khoảng 10.000 người đến từ 11 đoàn thể thao trong khu vực tham gia. Hoàng Thị Duyên thi đấu ở môn cử tạ là vận động viên duy nhất của Lào Cai đủ điều kiện tham dự sự kiện thể thao này. Đây là lần thứ hai cô gái vàng của thể thao Lào Cai tham dự SEA Games. Trước đó, tại SEA Games 30 tổ chức tại Philippines, Hoàng Thị Duyên là nhà vô địch ở hạng cân 59kg nữ. Hoàng Thị Duyên sinh năm 1996, người dân tộc Giấy, là vận động viên môn cử tạ thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Lào Cai từ năm 13 tuổi. Với sự nỗ lực cố gắng và những thành tích của mình, Duyên đã được tuyển vào đội tuyển cử tạ quốc gia, tham gia thi đấu và đạt được nhiều kết quả đáng tự hào. Hiện nay, Hoàng Thị Duyên vẫn đang nỗ lực tập luyện để quyết tâm bảo vệ thành công tấm huy chương vàng tại SEA Games 31 tới đây.